hoạt động này thì bắt đầu từ đầu tiên là cái việc tri ân của anh hùng liệt sĩ của ban quản lý, và bây giờ thì cũng dần dần đã trở thành cái điểm đến của khách du lịch, và chọn cái ngày 16 tháng 9 là cái ngày đến để tri ân các anh hùng liệt sĩ tại di tích thành cổ. Thì như ngày hôm nay cũng rất là nhiều đoàn khách cũng đợi cái ngày này để về được thắp một nén hương vào đúng cái ngày giỗ của các anh.